Mày cũng trồng được một hàng chắc bá diệp là rất là tốt luôn. Chắc bá diệp này là nó mát huyết, lương huyết, và nếu mà mình sao đen á, mình đem đi chặt nhỏ, mình phơi khô rồi mình sao đen, là mình kết hợp với năm thứ nha, là chắc bá diệp nè, cỏ chỉ nè, cỏ mực nè, hương sen nè, với vỏ sầu riêng nữa, là năm thứ đều sao đen hết. Thì mấy cái người mà bị gông kinh á, là mình sao đen, mà sao đen tồn tính, hay sao đen mà khi mà đến lúc mà nó gần cháy đó, mình đốt cái giấy nhật trình mình bỏ vô mà là phực lên, cái mình lấy cái nắp úp lại, rồi bắt đầu là trong cái thang thuốc mà nói chung là điều kinh dưỡng huyết đó, thì cái người mà phụ nữ bị gông huyết đó, thì mình thả năm cái thứ này vô, mỗi thứ là trung bình khoảng 6-8 gram, thì năm thứ là nó khoảng mấy chục gram đó, thì mình nấu như vậy thì chung cái thuốc uống thì là bắt đầu nó sẽ cầm băng chỉ huyết, nó sẽ là mấy trường hợp bị gông kinh ra huyết đó, đủ nó sẽ đứng lại liền. Còn bình thường nếu mình uống tươi này thì nó mát huyết, lương huyết, là cây chắc bá diệp hay còn gọi là cây thuộc bài đó ha. Hồi xưa là tiên truyền học trò là bẻ cái lá ép vô tập là để học thuộc bài, ép bài nào là thuộc bài đó đó, nhưng mà cái đó là nó chơi rồi không có thuộc. Nhưng mà thực ra là cây này là làm thuốc rất là quý. Hiện nay nếu mà mình đi lại tiệm thuốc nam mình mua, mà hổng tôi mua thử ra là tôi tính ra là có nửa ký mà bán 100 mấy, một ký gần 300 ngàn cái cây này nè. Cho nên là nếu mà có trồng vậy nè, mình tỉa mấy cái lá già ở dưới này mình lấy mình làm thuốc rất là tốt ha, không cần phải đi mua, chứ mua rất là mắc luôn. Nó là chắc bá diệp, nấu tươi uống thì nó mát huyết, lương huyết. Còn nếu mà mình sao đen tồn tính với năm thứ kia nữa đó, chung năm thứ là nó cầm băng, thì mình nấu mỗi thứ như vậy. Nếu mình sao đen thì mỗi thứ nó khoảng 6 gram, sao đen tồn tính, và mình có thể phối chung với cái bài thuốc mà điều kinh dưỡng huyết, hút mấy bài thuốc nam khác mình phối chung vô bình thường. Chừng nào có ra huyết gông kinh đó thì mình mới bỏ mấy thằng sao đen, năm thứ sao đen này vô, vỏ sầu riêng, cỏ mực, hương sen, cỏ chỉ với chắc bá diệp là năm thứ này sao đen. Hồi xưa sư phụ truyền cho mình cái bài này, sư phụ nói á là trong vòng 3-5 tháng là gông kinh cỡ nào cũng đứng lại hết, nó rất là tuyệt vời ha. Sẵn có thằng này đây mình chia sẻ là thêm 4 thằng kia nữa ha, là coi như là sao đen tồn tính như mình nói đó, sao mà cho nó đen nó muốn cháy á, cái nào mình lấy miếng giấy lịch mình đốt mình liền vô cho nó phực lên, cái mình lấy cái nắp mình úp lại, thì mình mới sàn bỏ cái cho đi, mình lấy cái phần đen tột tính đó mình thêm vô thuốc, mỗi vị như vậy là khoảng 6 gram, là coi như là chừng nào mà gông kinh mình mới bỏ vô, còn nếu mà không có hết gông kinh rồi thì đừng bỏ nữa, uống thuốc bình thường điều kinh dưỡng huyết nó vậy đó, là phối hợp rất là tuyệt vời luôn ha. Cảm ơn. Cái này là cây sen cạn hay là gọi là sen tàu, thì cái cây này là trừ chị bệnh đạn rất là hay. Ví dụ chị bệnh đạn thì mình bẻ cái lá của nó, mình bẻ cái lá của nó là không non không già đó, thì bắt đầu nó ra, nó chảy mũ ra nè, thì mình lấy cái này mình chấm vô đạn, chữa chấm vô đạn rất là đại tài ha. Bị đạn bên này bên kia đó, mình bẻ cái lá này mình chấm vô, mình chấm mình chữa đạn rất là tốt là cái mũ này nè. Còn hiện nay đó là một số trường hợp mà một số người ta bị rít cắn hay gì đó ha, thì người ta sẽ giạt cái vỏ của cây sen cạn này nè. Ví dụ cắn ở cái giò đó thì người ta sẽ, ví dụ cắn cái giò thì người ta giạt cái vỏ này nè, nọc nó chạy thì ở trên người ta đùa xuống, đùa tới vết cắn, ví dụ cắn ở đây phải không, giạt cái vỏ này ở trên bắt đầu đùa xuống tới đây, bắt đầu chà sạch chỗ này là có thể là hỗ trợ cái vấn đề mà bị rít cắn ha, bị rít cắn mà trúng độc á đó. Thì rồi thêm cái công dụng nữa là cái cây sen cạn này người ta có thể chặt sắc lát ra sao uống trị bệnh nhất cũng được ha. Có số người là uống trị bệnh nhất này kia cũng được, nhưng mà phải chặt phơi khô sắc lát rồi sao vàng mới dùng được. Liều dùng thì trung bình giống như mấy khác là 8-12 gram. Cái này cũng phải uống trị bệnh nhất, giải độc rít cắn, rồi lấy cái lá chấm trị đạn ha, ứng dụng lấy lá. Cái kêu nó là sen là tại vì nửa cái bông này nó đậu cái trái nó cũng bằng đậu tay cái mình, y gan cái hột sen, cho nên mới gọi là sen cạn, tại vì ở đây nó chưa có trái ha, nhưng nó chưa có trái, thì cái trái là y gan hột sen mà nó nằm trên cạn, cho nên kêu là sen cạn. Dạ, cảm ơn. Cây sen cạn nha cả nhà, ứng dụng trị đạn,
giải độc vết cắn, rồi chị Nhất. Cây cây lá gan nha, lá nó xung quanh mép lá của nó là nó có coi như là có gân cưa đó. Thì trước đây khi mà cái giống xạ đen Hòa Bình chưa có đó thì người ta tạm gọi thằng này là xạ vàng. Bình thường người ta trồng thế này, người ta bứt chừng khoảng 30 gram lá tươi này nè, người ta đem nấu với 2 lít nước sôi, nấu như vậy là giữ sôi khoảng 15-20 phút, dùng để làm trà uống hay là uống thay nước, là có tác dụng là giải độc gan, là nói chung là cũng cơ bản. So với xạ đen thì nó không bằng, nhưng mà là so với xạ kê này nọ kia là nó tốt hơn nhiều. Và cái cây này á, là trồng rất là mau, ví dụ tách rễ búng rễ ra là trồng như vậy là một năm một hơi nó có thể đạt bí lớn bằng cầm tay mình, một năm một nó rất là mau lớn. Còn xạ đen mình trồng một năm một nó chỉ bằng ngón tay thôi. Thằng này là tạm gọi là xạ vàng, hay người ta còn gọi kêu là cây lá gan, để hỗ trợ các bệnh về gan, giải độc gan. Rồi, cảm ơn thầy. Cái này là ké đầu ngựa ha. Cây này là ké đầu ngựa, mình kêu là thuốc nam, nhưng mà thuốc bắc nó lấy cái trái nó cà cái gai đi, nó gọi là thương dị tử, là dùng bên thuốc bắc ha, gọi là thương dị tử, để nó trừ phong, trừ phong ngứa này nọ kia rồi các thứ ha, phong ngứa này kia. Còn cái lá mình xong là để giải cảm, làm cho ra mồ hôi ha, trong cái bài thuốc xong. Mà lấy trái ké đầu ngựa mà sao vàng lên mà đem đi ngâm rượu đó, là mình ngâm vậy mình để lâu ha, đang ngâm với rượu 40 độ để lâu thì dùng để cay rượu cho mấy cái người mà người ta hay uống rượu đó, là mỗi một buổi chiều hay là gì đó thèm rượu rồi uống vô nửa chung, thì uống mà dùng mình lấy nửa ký mình sao ngâm đó, ngâm với khoảng 2 lít rượu đó, là uống thời gian sau là uống rượu không có mùi gì hết, là tự nhiên ta bỏ uống rượu luôn, ta uống rượu đó, dành để cho mấy người mà cay rượu uống á. Uống rượu quá uống rồi giờ muốn cay là lấy cái trái ké đầu ngựa già đó, cà ta cà gai đó, ở thuốc bắc nó kêu là thương dĩ tử, thương dĩ tử nha, về mình sao lên cái bắt đầu mình đem ngâm rượu cỡ 3-6 tháng, bắt đầu là cái người nghiện rượu đó cứ mỗi một buổi chiều chuẩn bị đi ngủ hay là thèm rượu gì đó thì uống vô một ly nhỏ, thì kiên trì uống vậy uống hết cái lọt ngâm rượu đó là uống rượu không có còn biết ngon nữa, tự nhiên là không thèm rượu nữa, bỏ rượu luôn. Còn bình thường ứng dụng thì mình ứng dụng bên thuốc để trừ phong này nội kia, trong mấy cái bệnh ung thư này kia đó, thì để trừ phong ngứa này kia các thứ. Kêu là ké đầu ngựa tại vì cái gai của nó đó, là thường nó mọc trong rừng đó, là mấy ngựa nó đi ăn cỏ đó, cái đầu nó đi đó, rồi cái bờm đó nó có lông đó thì nó hay bị dính trên đầu mấy con ngựa, cho nên khi mà về đó người ta gặp cái trái này nè, nó dính trên đầu con ngựa thì bắt đầu người ta đặt là ké đầu ngựa. Dạ. Vậy đó. Mới thấy mới biết vậy. Dạ. Cách làm nhang vũ công nha cả nhà. Nhang chạy bằng cơm, nhang chạy bằng cơm. Thầy nói nhang chạy bằng cơm. Làm đó. Thầy nếu tặng nhiều cái chặt chứ đi chặt. Bán qua mấy cô lại sớm sớm á, ăn cái bằng cái bông bông gà gà gì cũng dậy ra. Cái bộ cánh đó. Nguyên liệu của nhang là từ bông cúng Phật nha cả nhà. Bây giờ là người ta đến cúng chùa mà bông hoa này kia đó, thì sư thầy đã dùng những cái bông này để làm nhang nha cả nhà.